Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây là những tin liên quan đến Pennsylvania. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiepyen.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Tại Pennsylvania, kiểm soát thuốc xylazine. Thống đốc George Shapiro của tiểu bang Pennsylvania đang thực hiện một kế hoạch quan trọng nhằm ngăn chặn sự lan truyền của loại thuốc chết người xylazine, còn có tên gọi là Tren. Vào ngày thứ Ba 18 tháng 4 trong bài diễn văn đọc tại Kensington, Philadelphia, Thống đốc Shapiro thông báo ông sẽ ban hành sắc lệnh phân loại xylazine là chất gây nghiện. Loại thuốc này được các bác sĩ thú y sử dụng để gây mê các loài động vật lớn, đang được những người buôn bán ma túy sử dụng để chế biến thành nhiều loại thuốc khác. Khi xylazine được trộn với opioid sẽ mang lại cảm giác hưng phấn mạnh mẽ hơn, tuy nhiên cũng sẽ có tác dụng đáng lo ngại. Người sử dụng thuốc có chất xylazine có thể bị những vết thương mở và khiến cho một tế bào cơ thể bị chết. Thống đốc Shapiro cũng cho biết chất xylazine được tìm thấy trong khoảng 90% nguồn cung cấp ma túy tại Philadelphia là nguyên nhân gây ra 575 trường hợp tử vong vì dùng thuốc quá liều trên toàn tiểu bang vào năm 2021. Các bác sĩ thú y có thể tiếp tục sử dụng xylazine như thuốc an thần cho động vật, nhưng phải tuân theo những quy định chặt chẽ hơn về cách điều hành, theo dõi và lưu trữ. Tiểu bang Pennsylvania đề ra những yêu cầu liên quan đến kiểm soát, bảo mật và lưu giữ hồ sơ chặt chẽ hơn đối với chất xylazine. Các nhà sản xuất phải xác nhận rằng người đặt mua thuốc chính là người nhận. Thuốc phải được cất giữ trong những tủ chứa có khóa cẩn thận. Sau qua bản tin nói về gia đình Tiffany Reed kiện tài xế và công ty giao hàng. Gia đình cô Tiffany Reed, 29 tuổi, thông báo họ vừa gửi hồ sơ tố tụng lên tòa án dân sự, khởi kiện tài xế Todd Burton, 21 tuổi, người bị kết án gây ra tai nạn chết người, và các công ty có ứng dụng giao hàng DoorDash, Grubhub và Postmates, những nơi Todd Burton đã làm việc vào đêm xảy ra tai nạn. Với lý do, những công ty nói trên không thận trọng kiểm tra tài xế trước khi anh ta làm nhiệm vụ giao hàng. Luật sư Rob Miller, đại diện cho gia đình Tiffany Reed, cho biết họ sẽ chứng minh Todd Burton không ghi danh hợp lệ, không có bảo hiểm phù hợp và không có bằng lái xe khi giao hàng. Được biết, tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 45 phút sáng ngày 15 tháng Giêng năm 2020, gần ngã tư đường Broad và đường Lehigh, khi cô Tiffany từ cửa hàng Wendy's trở về nhà. Video giám sát an ninh cho thấy cô Tiffany bị chiếc xe chở hàng chạy với tốc độ gấp đôi giới hạn cho phép đụng trúng, khiến cho nạn nhân bị tung lên cao trước khi rơi xuống cách nơi xảy ra tai nạn gần nửa con đường. Những người chứng kiến gọi điện thoại khẩn cấp 911. Cô Tiffany được đưa vào trung tâm y tế Albert Einstein để điều trị, nhưng đã qua đời vì vết thương nghiêm trọng. Đoạn video cũng cho thấy nghi can Burton không hề giảm tốc độ khi bỏ trốn. Các thành viên trong gia đình Tiffany nói rằng cho đến bây giờ họ vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra với cô trong tai nạn kinh hoàng nói trên. Hồ sơ khởi kiện yêu cầu bồi thường số tiền thiệt hại chưa được xác định cụ thể, đồng thời có mục đích yêu cầu các công ty giao hàng phải có trách nhiệm nhiều hơn trong việc kiểm tra và giám sát nhân viên do họ tuyển dụng. Đài truyền hình Ocean News liên lạc với các bị cáo trong vụ án này, bao gồm cả luật sư của Todd Burton, nhưng họ chưa trả lời. Rồi nổ súng trên xa lộ liên bang 76. Thưa quý vị, nha cảnh sát Philadelphia cho biết, một thanh niên 27 tuổi lái xe Ford Explorer bị bắn trọng thương được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, hiện vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 2 giờ 50 phút sáng ngày thứ Ba, 18 tháng 4, trong chung cư số 1900 trên đại lộ Partizan, gần công viên Franklin Roosevelt. Một tài xế lái xe đầu kéo của Sở Giao thông Vận tải Pennsylvania trình báo với nhà chức trách rằng anh nhìn thấy chiếc xe Ford
Ford Explorer và chiếc xe Infiniti đụng vào nhau, chạy sai hướng trên xa lộ liên bang 76 trước khi quay lại đúng đường. Cảnh sát tìm thấy 18 vỏ đạn tại đây. Chiếc xe Explorer bị bắn trúng 8 lần, khiến cho kính chắn gió phía sau bị thổi bay. Một phụ nữ 32 tuổi lái chiếc xe SUV và thanh niên 22 tuổi đều ở lại hiện trường. Các nhà điều tra tin rằng thanh niên 22 tuổi lái xe Infiniti đã nổ súng bắn thanh niên 27 tuổi. Họ tìm thấy một khẩu súng trên xe của anh ta. Những tuyến đường đi về phía tây xa lộ liên bang 76 bị phong tỏa trong thời gian điều tra. Tại hiện vẫn chưa biết nguyên nhân nào dẫn đến vụ nổ súng nói trên. Bất cứ ai có thông tin, hãy thông báo cho nhà cảnh sát Philadelphia. Và bản tin tiếp theo truy nã hai nghi can bắn hai phụ nữ bị thương tại Đại học Lincoln. Văn phòng công tố viên quận Chester thông báo, khoảng 10 giờ tối vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, hai nữ du khách tham dự sự kiện thường niên Spring Fling có hàng ngàn người tham dự của Đại học Lincoln đã bị bắn trên lầu 2 của tòa nhà LLC. Họ là hai người xa lạ không biết nhau. Hành lang của lầu 2 chật cứng vì có hàng trăm người. Cả hai nạn nhân nghe thấy một tiếng súng nổ duy nhất, nhìn thấy đám đông bắt đầu bỏ chạy trước khi nhận ra họ đã bị thương vì trúng đạn. Cả hai người được đưa vào bệnh viện Christiana điều trị. Một người đã về nhà, người còn lại vẫn ở trong bệnh viện. Cơ quan thực thi pháp luật của Đại học Lincoln và quận Chester đang tiến hành điều tra kẻ và để bắt kẻ nổ súng này. Công tố viên Deb Ryan cho biết, hàng ngàn người vô cùng sợ hãi trước vụ nổ súng bất ngờ nói trên. Nhà chức trách đã báo động, yêu cầu mọi người thận trọng. Họ đang truy nã hai người đàn ông mặc áo phông trắng để thẩm vấn và rất cần công chúng hỗ trợ để tìm thủ phạm. Khuôn viên trường đại học vẫn an toàn. Thông báo phong tỏa đã được bãi bỏ và mọi hoạt động vẫn tiếp tục theo đúng thời khóa biểu. Đại học Lincoln cung cấp số điện thoại của dịch vụ tư vấn cho những người muốn được hỗ trợ về tinh thần hoặc cảm xúc trong thời điểm này. Bất cứ ai có thông tin vì vụ nổ súng, hãy thông báo cho cơ quan an ninh Đại học Lincoln hoặc gọi cho tổng đài cấp cứu 911 hay là nhà cảnh sát quận Chester. Sang qua bản tin nói rằng điều tra việc mất tiền gửi tiết kiệm định kỳ tại nhà băng. Đài truyền hình Action News đưa tin rằng anh Charles Johnson, cư dân ở miền Tây Philadelphia cho biết, trong lúc giúp cha mẹ thu dọn hành trang chuyển đến Virginia, anh tìm thấy hai sổ tiết kiệm gửi tiền định kỳ, một sổ có hơn 2.500 Mỹ Kim, một sổ có 5.000 Mỹ Kim, tất cả đều được gửi dưới hình thức đầu tư vào thập niên 1990. Cha mẹ của Johnson cất giấy tờ và quên số tiền tiết kiệm của họ. Khi Johnson đến nhà băng mới biết không thể rút tiền vì không còn giấy tờ tại nhà băng để chứng minh. Một cư dân khác ở Ridley Park, Pennsylvania là anh Dave Shaw cũng gặp trường hợp tương tự. Sổ tiết kiệm định kỳ trị giá 2.500 Mỹ Kim do bà của anh Dave cũng không thể đổi thành tiền mặt. Mặc dù quyển sổ được giữ trong két sắt cứu hỏa từ năm 1988, không có bất cứ chuyển nhượng mua bán nào. Cha mẹ của Johnson gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Germantown, trong khi bà của Dave Shaw cũng gửi tại ngân hàng quận Buck. Trong vài thập niên qua, thì những ngân hàng nói trên đã được mua lại nhiều lần, bây giờ chính là ngân hàng Wells Fargo. Đài truyền hình Action News đã liên lạc với Wells Fargo nhưng vẫn chưa có câu trả lời.